Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 267. Những đức đầu công đầu để chúng ta học tập như vậy. Mình có cái chí nguyện vãng sinh Phật, có lời thề tiếp dẫn vãng sinh tịnh độ hẳn nhiên là tương ứng tuyệt vời. Người niệm Phật mình nhớ, mình thì có cái chí nguyện vãng sanh niệm Phật, Phật lại đem cái câu Phật hiệu dạy cho chúng ta niệm để ngày tiếp dẫn. Như vậy thì vãng sinh tịnh độ hẳn nhiên là tương ứng, phải không? Tương ứng đúng rồi. Giống như thầy đưa cái đề thi này, quý vị làm đúng đề thi này thì đậu rồi. Đức Phật A Di Đà ngày đưa cái đề thi gọi là gì? Cái đề thi là niệm câu A Di Đà Phật này ngày tiếp dẫn, thì niệm A Di Đà Phật này ngày tiếp dẫn. Đúng rồi, quá hay. Quý vị nói gì tôi phải niệm như thế nào, vì phân tách ra, càng phân tách thì càng không niệm được. Bây giờ nói rõ đó, vì chỉ cần niệm Phật thì ngày tiếp dẫn. Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tinh ngươi niệm danh hiệu ta, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến mười niệm, ta là Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh tới về Tây Phương Cực Lạc, ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch phiền báo chánh pháp. Hai hạng này không niệm Phật. Nếu như hai hạng này đã tạo rồi mà bây giờ quay đầu niệm Phật, ngài lặng tiếp dẫn. Nhưng nhớ cái câu chí tâm là câu Phật hiệu niệm tính cùng, tinh ngươi là càng niệm càng thích. Đúng rồi. Bây giờ ngày nay là ngày lễ Hiếu Ăn, ngày 19 đông như vậy, mà bây giờ chúng ta còn tán phát tịnh độ, chúng ta siêng năng khuyên người niệm Phật này. Vì sao? Vì thích, vì tính ưa. Vì nhờ tính ưa mà tổ chức lễ qua 3 ngày ta về ào ào, đủ sức để lo cho người ta. Chúng trong chùa ổn định lo cho người ta là giờ từ đâu? Từ chỉ tâm tinh ưa tán phát ai với đầu. Chỉ tâm tinh ưa tán phát ai với đầu. Quá tuyệt vời. Nên người tu tịnh độ chúng ta lang thang đầu này đầu nọ, đi chỗ này đi chỗ kia, nước này nước nọ, đi như nhiều vậy. Vì đi bao nhiêu nước luôn á, quý vị cũng không bằng cái người ở một nước. Mình chỉ cần muốn về nước Cực Lạc thôi, mình ở chỗ nào mình chân thật mình tính nguyện niệm Phật đi, thành công còn hơn. Mình không đủ duyên thì mình chịu khổ đi lang thang tứ tu. Chắc là Phật Việt Nam không linh nên chúng ta đi qua Phật nước này nước nọ, chúng ta đi lại ta lạ mình. Cái danh từ của người niệm Phật Việt Nam mình, Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, mình qua các nước khác phải niệm cho nước của người ta, nhưng muốn làm việc cao xa xong cũng nói là từ đi nước này nước kia gì ghê lắm, chúng sanh nó thích ghê gì, ghê gì. Vì thấy những đức người mấy năm nay niệm Phật ghê gì, cũng đủ bao nhiêu con người tu y người ta tu, mà lại có phương pháp rõ ràng, nuôi hơn 1.000 người niệm Phật. Quý vị ý muốn nói niệm Phật đã nghe được rồi, chăng thật hạ thủ công phu đi, tin mà niệm đi. Mình có cái chí nguyện vãng sinh, đúng không? Phật có lời thầy tiếp giảng vãng sinh tịnh độ hẳn nhiên tương ứng. Quá tuyệt vời rồi, còn gì nữa quý vị? Tuyệt vời vô cùng. Vì sao không niệm?
giống như càng giảng tịnh độ thì càng hứng thú, càng vui, càng sanh trí tuệ, càng cảm thấy mát mẻ trong lòng. Tuyệt quá, tuyệt vời quá. Đúng là pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng, pháp môn số 1, pháp môn không thể nghĩ bàn. Nên gặp được có môn tịnh độ niệm Phật lễ Phật dụng công nhiệt tình mà tốt đi. Có một cô này cách nay 5 năm về trước, khi cô đi đến chùa cũng nghe những cái giảng chia sẻ tịnh độ, chia sẻ tịnh độ cứ nói tán lát có Phật hiệu quả, giết bà nhạt nhẽo quá không tu. Bà đi tìm tùm lương tùm la mà tu, quá trời đi tùm lương chỗ. 4 năm ấy là 5 năm sau bà trở lại gặp những đức, bà nói trời thầy ơi có chi mà lúc trước con nghe thầy một niệm Phật luôn, 5 năm nay thì thôi nó khỏe gì, con đi dữ lắm thầy ơi, con nghe thầy cứ giảng niệm Phật hoài, con niệm hoài không thấy cái gì, con đi tìm thì tìm thấy, cuối cùng những đức hỏi có thấy không, không không thấy mà còn thấy te tôi thả tới phiền não tôi gì, thôi bây giờ con trở về đây con nghe thầy giảng con niệm Phật. Người ta đi đâu dòng cho con bất kể người ta, mình đừng có nói là phương tiện gì để dẫn dắt lôi kéo là trên mệt quá. Mình chỉ cần đưa lên tư tưởng thôi, ai tu chung nhiệt tình hết mình, còn không tu thì thôi đi đâu tìm, ở đâu có tìm. Đi một vòng do tam quốc không được cái gì thì nên suy nghĩ lại. Nên suy nghĩ lại. Người ta niệm một câu Phật hiệu mà ta giải quyết được bao nhiêu vấn đề mà mình không chịu niệm Phật, mình muốn niệm cái gì? Làm bao nhiêu chuyện mình làm được không? Ta làm được bao nhiêu chuyện vậy mà mình không nhìn ra nó thua rồi. Thua. Môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng mà mình không chịu nhìn ra thì mình thua rồi. Các bạn chỉ cần chân mặt nắm chắc câu Phật hiệu thì thôi là thành công đi. Một câu đơn giản của Ngài Pháp Duyên Thường Nhân, Ngài dạy gọn vô cùng. Từ đó không còn tâm nghi ngờ nữa. Khi gặp bao nhiêu sự cố rồi, niệm Phật vượt qua rồi, từ đó không còn tâm nghi ngờ nữa. Nên cái người mà kiên cố được cái tâm tu tịnh độ này là gặp những sự cố tiếp tục mà niệm Phật liêu mạng, niệm Phật niệm rồi sẽ hoàn toàn không còn chút nghi ngờ nữa. Ngày xưa những đức mới xuống hộ pháp có nhiều người nói chết rồi, tiêu. Ông này tiêu. Ngay đến đó chứ, cái chùa nằm tốt trong khu công nghiệp chọc, có nhiều người nói không thể nào phát triển được trong đây. Người ba chợ người Diệm Đức bây giờ đặt ở đâu thì ở đó cố gắng, không biết gì nhiều đi đâu giờ, phải gặp như người ta biết nhiều là người ta đi rồi, người ta dọn rồi, người này đã không biết gì hết chứ. Có chỗ ở nhiệt tình làm là được rồi, hết lòng nhưng có tư tưởng. Các vị coi bây giờ có phát triển không? Phát triển đến mức mà phát triển thêm 3 đạo tràng. Thế thì biết. Thấy câu Phật hiệu chưa? Cái duyên của câu Phật hiệu, cái duyên của ai với đạo Phật thù thắng đó. Nơi nào niệm Phật là nơi đó duyên quốc hội tụ liền, phát triển ầm ầm. Có nhiều người kìa, chỉ đem phương pháp ở trong chùa mình về chùa là áp dụng mà niệm Phật đó. Dễ mà nói là niệm Phật là chùa chiền xây ổn định quá trời phát triển. Lâu lâu gỡ tiền cũng dường như đứa người già. Cảm ơn mình dạy cho phương pháp. Nhưng nói phương pháp thì như đứa cũng học thôi. Thì đem hướng dẫn nhau lại cái gì đó. Cuộc đời của mình cứ sáng tác cái gì, cứ lấy khuyên bản cũ mà dùng, khỏe khỏi nặng cái đầu. Cái gì cái ta của chúng ta mệt thì cái gì cũng cái ta của mình, cái ta của mình, cái tôi mệt quá. Thôi chúng ta cứ nhiệt tình đi quý vị. Cái của mình gì hay ho gì tối ngày chúng ta cứ sáng tạo. Vừa niệm Phật được một ngày ô hay lắm, sáng tạo. Niệm Phật được từng ô hay lắm, thanh tịnh lắm, sáng tạo. Cái nửa tháng sau cái này hay lắm, sáng tạo, cứ làm hoài sáng tạo chứ, giống như mình thành xạo luôn.
sáng tạo như giống như thành xạo luôn vậy đó. Với cái gì cũng sáng tạo cho mình thông minh. Nói trên trời dưới đất giết rồi mình tiêu luôn. Mình được con cái mình không biết quý vị, mà mình nhận thức được cái môn lễ Phật, niệm Phật lễ Phật này nó hay, cứ như vậy mà làm. Những đứa nói cái môn lễ Bồ Tát Quán Thế Âm này vì thế ta thích không? Ngày xưa người ta cũng thích, bây giờ người ta cũng thích. Nhiều Phật tử bây giờ người ta giảng dùng cái phương pháp lễ Quán Âm ngày xưa của một vị thầy lại, người ta giảng lấy cái đó người ta lại, người ta giảng ở đạo tràng ta lại luôn. Thì mình biết rằng là cái điểm ngày xưa là nó quan trọng. Nó thành công là vì sao? Vì con người bây giờ mà xìu xìu bên ẩn nó không có tu được. Chậm chậm là nó ngủ hết trơn à. Trời ơi, kinh nghiệm mấy ông u. Nó tu cầu giảng sanh là tối ngày tụng khí. Tối ngày tụng khí. Đã là cầu giảng sanh cái mạng này nó chết bất tử mà tụng khí tụng gì? Cho mày chết tu cũng tụng khí tụng gì? Khỏe thì nhiệt tình hết mình đi. Con người ai mà không suy yếu, sớm bụng suy yếu. Tối ngày cái sợ tổn khí, sợ tổn gì thì sợ chết còn gì? Sợ chết sao tính nguyện cầu sanh cực lạc? Thì nghĩ đi. Bây giờ con người bị đã cầu sanh cực lạc rồi thì còn sức khỏe thì nhiệt tình đi. Cái khí lực của người mình là tâm thiện, tâm đừng có tham lam. Cái tâm thiện của người mình đó, đừng có nói đường làm ngã, kêu người ta buông xả, mình cái gì mình cũng nắm giữ chắc là bám víu. Thì cái đó nó tổn mình thiệt rồi, nó tổn đức luôn, tổn khí gì nữa. Tiền bạc người ta cũng cho mình không nhiệt tình mình làm. Mình đem mình giấu, mình cắt, mình mua như ở thế gian, mình làm việc như ở thế gian. Rồi mình đủ thứ chuyện mình làm, trong tâm mình biết đi. Mọi người chúng ta biết đó là tổn đó. Tổn còn ác cả. Còn mình đối với pháp tu, mình nhiệt tình hết mình. Mình niệm danh hiệu Phật với sức mình khỏe, niệm khỏe, sức mình yếu, mình niệm yếu. Thích mình niệm chậm, trước niệm nhanh. Đừng có sợ những cái điều này, điều kia. Mình đã là người cầu sức cực lạc rồi, sợ đầu này, sợ đầu nọ. Sao tu, hiểu không? Còn tu thì chọn một môn, nhắm mục tiêu để cho ta tu được lợi ích. Đó là cái đặc biệt chứ. Nhà Đức là người gì cũng biết này. Khi lại người ta quán cái ông thì Đức lên, thì Đức la cho người bể cũng họng người luôn. Phật tử người ta giảm quý, bể cũng họng người ta giảm cảm thấy thương. Kệ nó đi. Cái thằng này một ngày nào nó cũng tan á, nhiệt tình đi, làm được thì cứ làm, thà 10 năm chờ, 20 năm chờ nhiệt liệt, còn hơn là cả đời cái gì cũng lo được, lo mắt giữ được cái gì cũng bị. Cuộc đời chúng ta tạo tự xây chùa ra, có người giúp chúng ta làm mình mừng rồi. Bây giờ những đức nói, bây giờ những đức đó, cùng với hòa thượng mình lớn tuổi thì nhiệt tình vậy, những đức cũng nhiệt tình hết mình. Thầy 82 tuổi. Thầy còn đứng đội nắng để coi công trình. Những đức này 42 tuổi mà những đức không nhiệt tình theo hòa thượng thì những đức này còn nói cái câu gì là thằng đệ tử ngon lành nữa quý vị. Thầy 82 tuổi còn đội nắng lá coi công trình. Những đức này là bể muốn hỏng vì thầy sẽ chùa đệ tử nhiệt tình hướng dẫn cho tốt. Cái tâm nhiệt tình đến với thầy như vậy. Còn đến học tập thì đem cái pháp tu này nhiệt tình hướng dẫn. Đến ngôi chùa nuôi người già, tu nhiệt tình nuôi người già để trả ơn. Nhiệt tình nuôi người già để trả ơn. Nên chúng ta nên làm thật làm thiệt quý vị. Cuộc đời những nước chỉ được có cái là gan quý vị. Dù nghèo nhưng thật sự là gan. Dùng tiền thì giống như là người giàu lắm, tại vì có nhiêu dùng hết nhiêu. Còn hơn là nhiều mà dùng cái gì cũng là sợ đường thì sợ mắt. Dùng còn tính toán sau đó, thường là giàu là kỳ cục dữ quý vị. Lúc nghèo thì chơi xả lát, mà khi giàu rồi bắt đầu là keo, kỳ cục ghê. Nên mình là người tu hành, người ta cúng dường cho mình được thì mình nhiệt tình, mình làm gì Phật sự thật ta. Mình đừng có đem tiền mình giấu, mình cắt, mình mua của cải vật chất, mình làm cái chuyện tầm bậy thì không có được. Mua nhà, mua cửa ngoài đời, để sau này lên giá bán tới bán luôn, đừng có làm điều này trời trời. Tổn đức chết. Đừng có làm gì, đừng có kinh doanh như người thế gian. Mình kêu được buôn xã, mình làm gì kia công ý. Nhưng bây giờ những nước là vẹn què, xí cả que, nuôi hơn 1.000 người, còn phụ trợ có nhiên đưa vào thượng xí chùa. Những nước có chết có tử thì cũng nhẹ nhàng, vì những nước đâu có gì đâu mà dính dáng nặng nề. Những nước mỗi ngày vui vẻ an lạc, cuối cùng vì con người mình nó nhiệt tình, cái bị hết mình rồi.
còn lễ Quan Âm với vị mệt thì là mệt, nghỉ bữa hết mệt, tổ cái gì, con người mà thở nhiều quá thì bớt hơi, hít lại thì có hơi, không khí đầy đủ, sợ tổ cái gì, chỉ cần mình nhiệt tình với lương tâm của mình thôi. Còn tu thì cái gì đơn giản gọn, đừng có nói hai chữ buông xả gì dữ quá, mà bản thân của mình làm cũng được. Kêu người ta đoạn tham, đoạn sát, đoạn si mê, mình thì cái gì cũng dính vô chứ. Kêu người ta càng buông xuống thì mình càng lững lên, thì mình chết chắc. Đừng có nói chuyện dẫn chứ. Kêu người ta nhẹ đồng tiền của mình thì nặng đồng tiền của bánh xe. Không lẽ mình khôn người ta kỳ cục cái trào. Kêu người ta buông tiền mà mình thì nặng tiền tính khục. Nói thì buông xả mà phía sau thì đếm tiền. Xả phía trước mà lững phía sau thì chịu thua. Cái gì cũng buông, buông cái gì? Buông mà còn là nắm sao chụp cái gì cũng chữ. Càng chết càng thẳng. Nên người tu chúng ta nên nhận thức thật là sâu sắc. Để mà mình niệm Phật, mình có trí tuệ, mình nhận thức. Để mà mình quyết chí mình giải sanh được đạo. Những điều gì được chia sẻ đây toàn là nhắc mình hết. Cuộc đời của mình đi ra gì luôn. Nhắc mình chắc ăn. Nhắc mình ai thấy mình có cái gì. Như chúng ta cùng chia sẻ thì nhắc chút. Còn cái điểm chính là những đức, nhắc những đức và nhắc anh em cùng tu chung huynh đệ của những đức. Còn đa bằng những đức giả cư sĩ nghe, không có người xuất gia nào mà ta nghe gì đâu. Mình là quen què mà nghe gì. Mình nhắc nhau cư sĩ được, với những đức cũng nhắc mình. Cuộc đời mình cũng được Phật tử cúng dường, tôi cũng cố gắng. Những gì tôi nhắc như vậy để nhắc tôi cố gắng. Không làm gì, có tiền làm việc nuôi các cụ già, đó là đại chúng đưa vào đường xe chùa để tiếp tục nuôi người già. Các cụ già đã già rồi, sống không được bao lâu, cho bà ăn uống đầy đủ, lo lắng cho bà, mua cho bà bộ đồ đấu dép hay cái gì lo cho bà được, lo quan tài rồi lo cho bà được này kia được, tất cả việc tặc tặng tặc lo trong chùa, nhiệt tình hết mình gì thôi, sống gì cũng cảm thấy vui vẻ. Cuộc đời sống gì đặc biệt, bị nghe gì thì đừng có nói ai cho mệt chứ, không có nói tên ai đâu, nói gì đâu, nói chung chúng ta cùng tu hành. Phật pháp là đâu phải của riêng ai, chúng ta là cùng nhất chúng mà, hiểu không? Đó, mình xem lên thật kỹ đi. Mình nghe gì rồi có thể cho chúng ta có thể tu nhiều chục năm gì đó, chúng ta coi lại đó, đúng không? Mình coi lại lương tâm của mình nó cứ bị kích thôi. Lương tâm nó kích một cái thì mình tỉnh lên liền. Nó kích là mình nói mình dính. Nó kích nói nghe kích cái dính thôi. Chạm ngay dính thôi. Còn nó không có chạm gì chứ, à mày được nhắc nhở hay. Còn chạm mình cái kích dính, nó dính là như vậy đó quý vị, giống như con chim mà dính bẫy thì nó dễ, con bạc mà dính bẫy thì nó dễ vậy thôi. Còn nếu mình không có dính cái gì cái bẫy thì sao mà mình dễ, nên người ta chỉ mình đó là bẫy đó, mình dám lại. Nên tu hành đừng nói tu lâu tu mau, mỗi một con người chúng ta nó đều có cái hay quý vị, chứ đừng có nói Phật tử người này tu thiệt là lâu, tu tin tưởng cái này mới tu tin. Chưa chắc, có khi mới tu nó còn có sự buông xả hơn là tu lâu. Tu lâu kia nó còn chấp ác đạn mới tu. Có những người vậy chứ phải ai cũng vậy. Ai như vậy thì tự nhìn lại mình như vậy, để rồi mình điều chỉnh lại thì không bị dính như vậy. Vậy thôi. Nó nên cái đặc biệt của chia sẻ Phật pháp là chúng ta nhắc nhở nhau, cái đặc biệt là nhắc nhau. Nên cần nên tham khảo, ai giảng nó cũng có cái hay, nó chọn mình cũng hay. Nếu nó chọn được đúng theo mình là tuyệt quá. Nếu nó chọn đúng theo mình thì mình mới xả. Nó không chọn đúng theo mình thì sao mình xả. Có người mà nó chọn khéo, chọn hay thì mình nhờ gì mà mình điều chỉnh lại liền. Nếu không cả đời mình chắc mê bất ngộ là thua. Chắc mê bất ngộ là thua. Tiền là tai họa. Mình đem về đóng, mình không làm ra là mình chết, có các kỳ tử. Chứ đừng có làm gì dữ chứ. Có những người tu hành mà tiền một đống của người ta mà chết có các kỳ tử dính trong ngân hàng, dính này dính kia một đống trong đó rồi mình biết đó, cái đó là của người ta, ta cầu an cầu xin đó. Mình mà không làm, ví dụ như mình có điều kiện lớn thì cáo vào thượng xây chùa nuôi người già, nhưng mà đem mình cúng dường vào thượng xây chùa cũng đi. Phật sự thì tam bảo nào phù hợp cái gì phát triển thì đặc biệt quá. Còn giờ cái nơi của mình mà có phát triển lên cũng không có làm được cái gì thì thầm đem cúng dường cho hòa thượng những ngày 82 tuổi cho ngày xây những dãy nhà để những cái nuôi người già, cái công đức thì bị đúng là vô lượng vô biên.
tu mà có cái tâm gì thì nó nói gì nữa. Chúng ta cứ nghĩ là người ta bảo của tôi, người ta bảo của tôi. Bây giờ nơi nào phát triển được thì phát khởi lên để giúp chúng sanh, đi thường lát được rồi. Nguyện tâm bảo giác mộng cho tất cả hàng Phật tử và người trong chùa, người tu hành chúng ta nghe được có tinh thần tính nguyện có Phật hiệu, lấy có Phật hiệu làm chánh hạnh, cố gắng niệm Phật tử cùng. Khi bỏ báo thân này, mục tiêu chúng ta hẹn đến đó là gì? Thế giới thực đạt. Nhớ nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. Ai như là Phật. Nguyện đem công đức nào hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về thịnh vượng.